Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Fun ZDApp Channel. Và ở cái video này mình sẽ tiếp tục nói về cái blockchain và mình sẽ so sánh và giới thiệu với các bạn về Bitcoin cũng như là Ethereum. Đó là hai cái gọi là thể hiện nổi tiếng nhất, rõ ràng nhất về blockchain. Ha. Thì quay trở lại nói về công nghệ blockchain. Thì blockchain thì nó sẽ bao gồm, nó cơ bản là mình sẽ hiểu như vậy, mỗi một cái block của nó sẽ nó sẽ bao gồm là rất là nhiều cái transaction nằm ở trong đó, có nhiều transaction nằm ở trong một block ha. Block là một cái khối, một cái cục khối lệnh, một cái cục khối mà nó được lưu trữ xuống cái, thì nó gọi là một block. Thì blockchain có nghĩa là sao? Cái block X này nó có chứa n cái thông tin, n thông tin của transaction. Thì tới cái block X cộng 1 thì nó cũng sẽ có chứa n thông tin của những cái transaction khác. Đồng thời nó sẽ chứa một cái signature của cái block X. Đó. Chứa một cái signature của block X này. Có nghĩa là nó sẽ liên kết với nhau bằng cái signature này, và signature này là nó sẽ không thể nào thay đổi được. Và tương tự như vậy, ở cái một cái block X cộng 2 thì nó sẽ chứa cái signature của block X cộng 1, thì là cái những cái block nó được liên kết với nhau bằng cái signature như vậy, nghĩa là cái block sau phải có chứa signature của block trước. Rồi thì như vậy thì trong cái trường hợp cái block X này là cái block đầu tiên, thì mình sẽ gọi nó là genesis block, cái gọi là cái block block mà chứa mã di truyền của toàn bộ cái chain đó. Thì nó là cái genesis block. Trong cái genesis block đó nó sẽ chứa những cái thông tin khởi đầu của cái chain đó, ví dụ như thông tin configuration, thông tin về thời gian, thông tin về số tiền thưởng của một block khi được mai chẳng hạn, vậy ví dụ vậy. Thì đó gọi là genesis block, đó là block đầu tiên. Thì từ cái genesis block đó nó sẽ sản sinh ra được một cái chuỗi block tiếp theo, sản sinh được cái chain. Thì các bạn phải tưởng tượng như thế này, cho dù là cùng một cái subcode của Ethereum, nhưng nếu mà nó chạy khác cái genesis block, có nghĩa là cũng một sụt đó người ta chạy với một cái genesis ban đầu, người ta tạo ra cái Ethereum, cái đồng ETH đi, ví dụ vậy đó. Thì cho dù bạn có cầm đúng cái subcode đó về mà bạn chạy ra, thì bạn tạo ra một cái genesis mới, mặc dù là hai cái sụt code của thằng Ethereum và sụt code của bạn lấy về bạn chạy nó đều giống nhau, nhưng mà cái genesis nó, genesis block nó khác nhau, nên hai cái chain đó hoàn toàn tách biệt với nhau. Đó. Nó giống như là một cái mã di truyền vậy đó. Đó thì đó gọi là genesis block. Rồi tiếp theo mình sẽ nói nhanh về Bitcoin. Thì Bitcoin là một cái đồng tiền, một loại là tiền kỹ thuật số ha. Nó được tạo ra với mục đích là được xem như là một cái đồng tiền được sử dụng giống như là một đồng tiền kỹ thuật số. Thì nó là ứng dụng công nghệ blockchain nha, mình nên hiểu rõ chỗ này. Nếu như những mấy bạn mà không có rõ ràng lắm về cái vụ mà Bitcoin là blockchain hay blockchain là Bitcoin đó, thì mình phải hiểu rõ là blockchain là một cái công nghệ và Bitcoin nó là một cái ứng dụng của công nghệ đó, cũng như Ethereum và nhiều cái coin khác, nhiều cái ứng dụng khác, nó cũng là một cái ứng dụng trong một cái công nghệ blockchain. Nó ứng dụng công nghệ blockchain để tạo ra được một cái sản phẩm, đây là cụ thể là Bitcoin. Thì Bitcoin được thiết kế giống như là một đồng tiền kỹ thuật số ha, giống như là mình xài tiền tiền mặt vậy đó. Thì Bitcoin là đồng tiền ở sử dụng trên cái thông tin internet, không gian internet này. Thì cái thiết kế của Bitcoin nó sử dụng một cái cơ chế gọi là cái cơ chế unspent transaction output, có nghĩa là mình viết tắt là UTXO á. Thì các bạn cứ xem nó như giống như là một cái cuốn sổ kế toán vậy đó. Thì nó sẽ ghi nhận được là hôm nay mẹ cho mình 10.000 đó, rồi mình vào căng tin mình
mình đưa cho cô căng tin 5.000 đó, rồi sau đó mình cho bạn Lan 3.000 đó, thì cuối cùng kết quả số tiền của mình chưa xài là bao nhiêu, đúng không? Thì kết quả số tiền mình chưa xài là bằng 10.000 mình nhận được, trừ cho 5.000, trừ cho 3.000 thì mình còn 2.000. Đó là cái cách mà thằng Bitcoin này nó thiết kế, đó là investment transaction output, nghĩa là ghi nhận cái số input và output đó, và khi mà mình cần biết biết cái trạng thái còn lại thì mình cứ tính tổng của toàn bộ cái input và output ra thì mình sẽ biết được là cái số khả dụng còn lại của mình. À, thì Bitcoin nó sử dụng một cái thuật toán đồng thuận, ở trong đó thuật toán đồng thuận thì ở cái video trước mình cũng đã nói sơ qua rồi, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trong video trước, nên mình sẽ nói nhanh thôi. Sử dụng một cái thuật toán đồng thuận để có thể là lựa chọn quyết định là cái xem là ai được quyền, nghĩa là ai được quyền thêm một cái block vào trong cái chuỗi, dựa trên cái việc là ai giải được cái bài toán nhanh nhất đó. Ai giải được tập bài toán nhanh nhất vào cái bài toán đó là bạn phải giải đúng và được verify ha, chính xác đó. Thì khi mà các bạn khi mà cái người đó cái mình nói ví dụ thôi, nghĩa là khi mà cái người đó giải đúng được cái bài toán đó và submit lên và được cái toàn bộ mọi cái node kia verify này đó, thì cái người giải đúng cái bài toán đó sẽ được nhận được một cái reward, phần thưởng là Bitcoin nhận về cho cái việc là bạn đã tính toán được cái ra được cái lời giải cho cái bài toán đó ha. Thì cái cơ chế đó người ta gọi là cái cơ chế là Proof of Work, mà viết tắt là BOS á, BOS đó. Thì cái cơ chế đó là gọi là Proof of Work, khi nào bạn bạn cố gắng bạn giải một cái bài giải, một đưa ra một cái đáp án cho một cái bài giải và nhận được về phần thưởng đó. Phần thưởng đây chính là Bitcoin. Thì Bitcoin halving, các bạn cứ nghe từ thuật ngữ là Bitcoin halving á, có nghĩa là cứ sau một khoảng thời gian thì cái số lượng Bitcoin các bạn nhận được thông qua cái việc giải cái bài toán này nó sẽ giảm đi một nửa. Ví dụ ngày xưa là 10 12 Bitcoin đi, thì khi mà xảy ra sự kiện Bitcoin halving này thì nó sẽ còn giảm xuống còn là 6 Bitcoin thôi, cho cái việc là bạn bỏ công sức ra để bạn giải cái bài toán đó ha. Thì Bitcoin sử dụng cái thuật toán đồng thuận thông qua là cái việc là Proof of Work này ha. Rồi các bạn nhớ nha. Rồi quay lại, tóm lại là nó là gì? Bitcoin được xem như là một cái đồng tiền, một loại tiền tệ kỹ thuật số sử dụng cái UTXO, nghĩa là một cái sổ giống như sổ kế toán vậy đó, và thuật toán của nó sử dụng là thuật toán Proof of Work. Ok, tất nhiên nó là cái thằng đầu tiên ra đời, nó gọi là cha đẻ của tất cả loại tiền kỹ thuật số rồi. À, đây này thì ai cũng biết rồi. Rồi sau đó thì mình sẽ nói tới Ethereum, để mình nói xong rồi mọi người sẽ xem được cái sự khác biệt của nó ha. Đầu tiên là Ethereum nó không sử dụng cái cơ chế là UTXO của Bitcoin, mà nó sử dụng cơ chế là account balance. Account balance. Thế cái cơ chế account balance là gì? Trong cái trạng thái N này, trong cái state N này, cái bảng A này bạn có 10 ETH, bảng B bạn có 7,5 ETH. Sau đó thực hiện một cái giao dịch từ địa chỉ của bảng A này chuyển qua bảng B với cái số tiền là 1,5 ETH. Và sau khi cái transaction này nó được thực hiện thì ở cái trạng thái N cộng 1 thì cái số tiền còn lại của bạn A là 8,5 và cái số tiền còn lại của trong cái ví B là 9 ETH. Cái đó là cái cơ chế account balance model, cũng giống như là cái cơ chế của những cái ngân hàng đang làm. Có nghĩa là cái lưu nó lưu lại cái số dư hiện hữu của cái ví ha. Đó là cái cơ chế, nó khác với cơ chế UTXO. UTXO là cái bạn xuất ra bao nhiêu, bạn nhận vào bao nhiêu, bạn xài bao nhiêu, bạn nhận vào bao nhiêu. Còn đây là cứ ok, mỗi lần bạn xài tôi sẽ tính toán để tôi biết số dư còn lại của bạn, giống y như ngân hàng nó đang làm luôn. Rồi tiếp theo thì Ethereum nó không, bản thân nó được được xem giống như là một cái platform hơn là một cái đồng tiền kỹ thuật số ha. Nó là platform,
Tại sao gọi nó là platform? Tại vì trong cái transaction đó, ví dụ như ở trong Bitcoin đi, transaction của nó chỉ đơn giản là cái chuyện là chuyển tiền đi và nhận tiền và chuyển qua chuyển lại tiền thôi ha. Còn ở trên Ethereum này thì transaction của nó có thể được chạy được một một đoạn code ha, đoạn code có thể chạy được code, một đoạn code nhỏ có thể thực thi trên cái trên Ethereum này, một đoạn code logic nhỏ. Thì nên là người ta xem Ethereum là một cái platform có thể triển khai được nhiều thứ ở trên đó, viết được dApp rồi cái việc tất cả thứ, nó là một cái platform. Thì từ cái những cái code đó người ta mới gọi nó là một cái, đây gọi là những cái code mà được chạy ở trên 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 cái sàn đó đó, thì nó là người ta gọi nó là một cái smart contract. Thì smart contract là sao thì từ từ mình sẽ giải thích sâu, chuyên sâu hơn. Nếu mà các bạn cần muốn nghe nhiều hơn về những cái này thì mình sẽ có một cái video khác nói sâu hơn, còn này mình chỉ nói lướt qua nhanh để các bạn hiểu thôi. Thì smart contract giống như là những cái đoạn code được được đưa lên trên cái chain, và mình có thể mình chạy những cái đoạn code đó trong những cái transaction của mình đó, ha. Đó là lý do mình có smart contract. Và tiếp đến là vì vì nó có thể thực thi những cái đoạn code đó, mà nếu như một cái đoạn code mà mình có tưởng tượng một cái đoạn code mà nó bạn lúp vô hạn đi, thì có phải là các bạn làm treo luôn nguyên hệ thống chain đúng không? Thì để tránh cái trường hợp đó thì Ethereum nó thiết kế một cái cơ chế là trong mỗi transaction bạn phải trả một cái lượng phí, ở đây nó kêu là gas ha, bạn trả một cái lượng phí mà trên Ethereum nó gọi là gas, là ga đó, gas, trả một cái lượng phí nhất định để có thể thực hiện được cái lệnh của bạn. Mà nếu như cái lệnh của bạn thực hiện nó quá phức tạp thì cuối cùng là gì, hết hết gas, hết gas, thì cái lệnh của bạn cũng không được thực thi, để tránh cái trường hợp là cái lệnh của bạn làm nghẽn luôn cả cả cái hệ thống ha. Thì tất nhiên là nó sẽ có cái gas limit là tối đa được xài bao nhiêu gas và thấp nhất được xài bao nhiêu gas, tránh cái trường hợp là bạn cứ cứ vô cái bạn lúp bạn bạn chạy lúp một cái vòng lặp vô tận rồi treo luôn hệ thống thì sao đó. Thì cái gas này cũng chính là cái phần thưởng cho những ai ha, cho những cái ai mà có thể tìm ra được cái cách, có nghĩa là được được ngày xưa thì có nghĩa là cái gas này cũng là cái phần thưởng cho những cái miner, miner là những cái người đi đào, miner đào ra được cái block để gắn vô trong cái chain. Thì ở bên Bitcoin thì nó con số rất là cố định, là ví dụ 12 BTC hoặc là 6 BTC. Còn ở Ethereum thì cái con số mà các bạn nhận được chính là cái gas mà tổng toàn bộ những cái transaction nó trả chi trả cho cái block đó, thì những người đào nó sẽ nhận được. Thì ngày xưa thì nó sẽ có một cái gọi là ban đầu thì Ethereum nó vẫn sử dụng cái cơ chế là BOS, nghĩa là BOF, BOW chứ hả, là nhầm, lúc nãy là Bitcoin thì nãy là mình nói là Proof of Work là BOW á. Còn ở ở trong trong Ethereum thì mình nói là nó sẽ hiện tại thì nó đang sử dụng cái cơ chế là BOS là Proof of Stake ha. Ngày xưa thì nó vẫn là Proof of Work nha, nhưng mà sau cái bản cập nhật gần đây đó, thì nó đã chuyển đổi thành cái cơ chế Proof of Stake. Thì Proof of Stake đại khái là những cái validator node, các bạn sẽ contribute ETH vào cho những cái validator node đó, để nó thì những cái node mà có nhiều cái lượng ETH hơn thì nó có khả năng được chọn để có thể là quyết định cái block nào vào trong cái chain hơn đó, là đó là cơ bản vậy thôi. Thì các bạn muốn muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể comment ở phía dưới video này, rồi mình sẽ thiết kế cho một cái bạn một cái video nói nhiều hơn, sâu hơn về những cái thứ mà các bạn cần thắc mắc đó. Thì sau cái video này thì mình nghĩ là các bạn đã có thể tìm hiểu hiểu được sơ bộ khác biệt giữa Bitcoin và Ethereum là như thế nào, và cũng hiểu được cơ bản bản chất của blockchain, nó một cái blockchain là như thế nào ha.